Hỏi: Hàng phục kỳ tâm là hàng phục tâm gì? Đáp: Tức là hàng phục cái tâm dâm dục đấy. Hỏi: Ông nội con bị bệnh nặng, thỉnh hòa thượng. Đáp: Chỉ có Bồ Tát Quán Thế Âm mới có thể sửa đổi được bộ sổ sanh tử mà thôi. Hỏi: Làm sao khiến cho Phật giáo được hưng thịnh? Đáp: Y theo giáo pháp tu hành, giữ năm giới và thực hành theo nhân nghĩa lễ trí tín, từng chút thì Phật giáo sẽ hưng thịnh lên. Hỏi: Tự tánh là tánh gì? Đáp: Tự tánh là Phật tánh. Phật tánh thì tròn đầy và tỏa sáng, là không người, không ta, không chúng sanh và không thọ giả. Hỏi: Rốt cuộc rồi thì có thời đại mạt pháp không? Đáp: Chú nghĩ nó là mạt pháp thì nó là mạt pháp, còn nếu không nghĩ là mạt pháp thì nó là chánh pháp. Hỏi: Cái gì là chân thật? Đáp: Bất cứ là một ngành, một phái, một tông, một tôn giáo nào, nếu họ đều hết lòng tận lực làm lợi cho người mà không mưu lợi cho riêng mình thì đó đều là chân thật. Nói rõ thêm chút nữa, nếu ở ngoài mặt tỏ ra là giúp người nhưng trong lòng lại có mưu đồ như không tham tài thì tham sắc, không tham sắc thì tham danh, còn nếu không như thế thì là tham lợi, tức phía sau họ đều có một bóng đen luôn bám sát theo. Hỏi: Thỉnh hỏi sư phụ, chúng con làm sao cảm nhận được nỗi khổ thấm thiết của luân hồi và làm sao để phát tâm tu đạo? Đáp: Chú đã không cảm thấy khổ thì tôi làm sao để bảo chú cảm nhận cái khổ cho được chứ? Hỏi: Thưa sư phụ, có phải người xuất gia Á Châu không phấn chấn lên được là vì họ không thể buông bỏ được tài và sắc? Đáp: Nếu như buông bỏ được tài sắc thì họ sẽ lập tức đắc đạo ngay. Hỏi: Sư phụ tôn kính vị pháp sư nào nhất trong đời này? Đáp: Đại lão hòa thượng Hư Vân. Hỏi: Còn ở tại nhà mà xuất gia, vậy có phải thật là xuất gia không? Đáp: Nếu người tại gia ở nhà mà có thể xa lìa được trần cấu thì cũng giống như là người xuất gia. Vậy người trong cảnh trần tục mà tâm thoát khỏi phàm trần, cũng như trồng hoa trong giếng thì hoa đó không bị nhiễm trần. Là người xuất gia mà trong tâm nhiễm đầy trần cấu thì cũng giống như người tại gia. Hỏi: Trong Phật giáo có nói bất khả thuyết, bất khả thuyết, không thể nói, không thể nói, vậy rốt cuộc thì tại sao không thể nói? Đáp: Vậy tại sao chú lại muốn nói? Hỏi: Nếu không có người bố thí thì hòa thượng làm sao duy trì sự sống? Đáp: Vậy kể như là chết đói rồi. Hỏi: Xin hỏi hòa thượng là chúng con nên dùng pháp phương tiện khống chế như thế nào để khắc phục tâm dâm dục, tâm sợ hãi và tâm hoài nghi? Đáp: Không ăn thịt, không ăn hành, không ăn tỏi và không ăn các thứ có chất cay nồng kích thích. Nên quán tưởng người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta. Và một khi nghĩ như vậy thì tâm dâm dục sẽ không sanh khởi được đâu. Hỏi: Xin hỏi hòa thượng làm thế nào để đối trị tà niệm? Đáp: Nếu quý vị không có vọng tưởng tức không có tà niệm. Nếu quý vị không khởi vọng tưởng thì dĩ nhiên tà niệm sẽ lần lượt tiếp nhau mà kéo đến. Chuyện có vậy mà cũng còn phải hỏi tôi nữa sao? Quý vị nên hồi quang phản chiếu, tự hỏi là tại sao mình không khởi chánh niệm mà lại ưa thích tà niệm như thế? Om ha ha ha, Om Sam Mô Đi So Ha.